Alo, chào tất cả anh em nhá. Vâng, quên mất quên chỉnh cái voice chat của game thủ đô anh Tếu. Vâng, mác C của game thủ đô anh Tếu. Vâng, mác C của đô anh Tếu. Vâng, như vậy là trận đấu này thì bên mình đang có một chém Mark C và một cung Babylon. Vâng, trận đầu tiên thì game thủ Xuân Thứ đang có được một bầy hươu 4 và 3 voi. Một voi đã về nhà sớm rồi. Vâng, dường như là 4 voi thì đúng hơn. 4 voi Xuân Thứ. Đây là màn hình máy của Tế vừa gặp Mark C và đang có một bài đẹp. Vâng, tôi đang thấy được một trận đấu ép ít dân, 2-3 dân và đã chuẩn bị kích đời. Rồi, kích đời. Bên kia là cung Hitty và Egip dành cho cặp đôi U98 và Văn Hưởng. Chào tất cả anh em nhá. Vâng anh em ơi, chia sẻ mạnh lên nào. Hy vọng anh em ta để bớt chút thời gian đầu, chúng ta để chia sẻ lên trang cá nhân của mình cũng như là lên một số các trang hội nhóm để ủng hộ game thủ Ron Tễu và game thủ Xuân Thứ. Trận đầu tiên thì tôi quên chỉnh voice chat anh em ạ. Nốt trận này tôi chỉnh lại voice chat bên phía màn hình máy của game thủ Ron Tễu. Và chúng ta được theo dõi thao tác tay trực tiếp đến từ game thủ Ron Tễu và game thủ Xuân Thứ. Vâng, như vậy là Mark C của game thủ Ron Tễu đang chọc được vào nhà 18 game thủ Văn Hưởng người cầm Egypt.
Đây rồi, 2L đang vắt đều và nhà màu 8 siêu khỏe. Vâng, màu 8 nhà siêu khỏe. Tôi đang thấy được khá nhiều những con nông dân đang khai thác bãi vàng và bãi quả dành cho game thủ màu 8, mà có hốc luôn dành cho ekip của game thủ Văn Hưởng. Nổ không. Vâng, như vậy là mặt này đã kín toàn bộ nhà cửa dành cho Hưởng rồi. Mặt bên kia thì vẫn vào được con ngựa chém. Con ngựa giò vẫn chạy thoát ra được. Xem Xuân Thứ nào, đây là màn hình máy của người cầm cung Baby. Cung bên phía là bạn là cung Hitty. Thấy một cái bẫy một vị trí mà vừa khai thác bẫy hiệu xong mà vẫn còn nông dân kìa, bắn đi kìa. Vâng, chơi chết luôn. Ra được khá nhiều ruộng đến từ game thủ Xuân Thứ rồi. Vâng, và vào được trong nhà của người cầm cung. Vào được chưa? Không, bị vẽ rất nhanh tay. Và bây giờ thì trên nhà của game thủ Ron Tiễu đang bị những con lạc đà của Egypt công lên. Ok anh em, đợi một chút nhá, thì lát chốt trận thì tôi sẽ chỉnh luôn cái tiếng game anh em ạ. Vào được không nào, vào được không nào, vào được không nào. Vâng, vào trong nhà của game thủ Văn Hưởng, người cầm ekip. Vào trong nào. Lựa chém của bác xe đang là rất đông và bây giờ thì dân của Văn Hưởng đang đứng thở rồi. Vâng, đứng thở đi rồi. Bài tập buổi sáng dành cho Văn Hưởng. Ngựa chém chưa giáp. Game thủ Xuân Thứ bên này thì sao? Cung rờ tới, bắn đi. Vâng, sẽ cố gắng kin những con lạc đà của Egypt. Vâng, tìm đống dân xem nào. Chém Max C sẽ đi tìm dân của game thủ Văn Hưởng. Chạy đâu rồi, phía trên này có bãi quả, liệu rằng Hưởng ngoan không? Cung R của game thủ Ushinta nó bắt đầu đến lên. Vâng, cung R là cung R Hitty. Một loại cung R tính sát thương là rất lớn. Tếu đang đẩy toàn bộ chém về bắt cung R. Tếu hết sạch dân rồi đây, còn toàn ngựa chém thôi. Thế này là phải thế phải đánh đánh nhanh. Lấy nhanh tham 18 và ốp luôn vào 11 một tơn. Đánh lâu dài chúng ta sẽ thua. Vì nhà cầm chém fit rồi. Đây rồi, siêu nhiều dân của Văn Hưởng. Văn Hưởng đang vác dân chạy thẳng hướng sang nhà của game thủ G8. Rất nhiều dân, như vậy là Hưởng vẫn đang giữ tầm khoảng 2... Ui. Vâng, thêm một cái BG chay để ra ruộng. Và mặt này có 4 năm còn cung rò lẻ của game thủ U98 thôi. U98 đang đẩy thêm cung nữa, nhưng mà đây là một tên cung rò đi lỗi của U98. 5 nhà BA đang ra đều đến từ Xuân Thứ. Vâng, công nghệ của những con cung rò là 7 cộng 2 và siêu có giáp. Vâng, Thiên Hạ ơi, đã bảo là cái tiếng voice chat đang có vấn đề. Nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Vâng, tiếng voice chat đang có vấn đề nên là hơi bị vọng tiếng một tí, anh em thông cảm, nốt trận tôi chỉnh. Xuân Thứ đang rất nhiều tay, Xuân Thứ đang rất nhiều tay. Vâng, rất nhiều dân của Văn Hưởng này. Mùa một tôi đang thấy là dường như là rất ít quân thôi. Lý do tại sao? Nhiều dân hay tại sao? Uầy, 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 uầy. Xuân Thứ tham lại là 90 rồi.
Cố gắng lên nào. Vâng, di một tơn luôn đi, công luôn đi. Cố gắng cầu kéo nào, dốc có dốc đấy. Nhưng đây là một lượng cung R không đông đến từ Hitty. Không đông đâu. Tôi nghĩ là chơi được. Vâng, Hưởng không có quân ở bên trên nhà của game thủ U98. Và U98 khả năng là sẽ bay nhà với cái lượng quân đông của game thủ Xuân Thứ. Vâng, chào anh Quang Trung nhá. Chào tất cả anh em. Di vào nào. Cung R bên mình là chất lượng hơn. À, tôi xin lỗi, cung R là bạn là chất lượng hơn nhưng bên mình thì đông hơn. Có tay thì bơm cho Tiểu Ích Thực nhá. Không có vàng đâu, Tiểu cũng chỉ xin thực là xin cái gì ra thôi, xin cửa giò xem còn nhà BL không xin cửa giò ra. Còn vàng không, nếu còn vàng thì xin được chém. À thôi, vẫn còn vàng này, vẫn 200 vàng, ok. Vâng, bây giờ thì game thủ Văn Hưởng mới sang tầm 5-6 con lạc đà thôi. Xuân Thứ tiếp tục di thêm cung lên. Vâng, đấu cung đã cứ bình tĩnh. Chưa vội vàng vào nhà của game thủ chứ dám làm gì cả. Còn tàn quân thôi, tễ còn tàn quân thôi. Vâng, chào anh câu lầu B. Chúng ta vẫn đang khá đông cung R. Bây giờ thì tôi cần game thủ Xuân Thứ lên được cái đầu máu. Gần như game thủ Văn Hưởng cũng không còn nhiều chém đâu, còn 5-6 con chém thôi, 5-6 con lạc đà thôi. Đấu cung. Vâng, tham game thủ Xuân Thứ thì chắc chắn to nhất bản đồ rồi, tham loại 80 của mình. Sáu nhà BA, bảy nhà BA rồi. Tôi muốn lên nhà cái BA thứ 8, thứ 9 đã. Vâng, bây giờ thì hai người cầm chém đã gần như là yếu. Bây giờ thì gọi là thế solo giữa người cầm Hitty và người cầm Babylon. Nhưng tôi nghĩ rằng màu 8 vẫn còn một ít dân nữa. Vâng, tễ bảo vệ là màu 8 hết dân rồi. Đương nhiên là game của Xuân Thứ đã to hơn rồi. Nếu mà Xuân Thứ mà không to hơn được màu 1 thì cửa thua là cao. Với cung người ta là cung Hitty. Tham lại là 1 lít dành cho game thủ Xuân Thứ. Vâng, vẫn đang xong rất đều nhà VA của mình. Nâng luôn đào vàng. Đầu máu nâng chưa? Vâng, vẫn đang 70 máu thôi. Vẫn đang 70 máu thôi. Vâng, một trận đấu cân 2 đến từ game thủ Xuân Thứ. Vâng, hôm qua thì Xuân Thứ, vâng, là vào đang dùng dân nó quẩy kìa. Để này trồ đi em, đỡ bắt tay. Rồi đấy, ông đảo nữa đi, ông đảo mạnh lên. Vâng, U98 vẫn đảo đây. Vâng, bây giờ thì vác cũng rời đảo rồi. Trận này mà thắng được thì hơi dị đấy. Vâng, công vào. Một dốc vóc dân của game thủ U98 kìa. Chạy rất nhanh. Này trồ bè luôn. Ai còn ba con lạc đà là vào trong nhà của mình. Ba con lạc đà lọt ở đâu vào, bãi gỗ vẫn đang có lạc đà kìa. Vâng, Tễ vẫn đang băm bổ những đống lông dân của game thủ màu 1, game thủ 98. Vâng, quyết tỷ số là 1-0 trận đấu này. Vâng, như vậy là trận vừa rồi là một trận đấu cân 2 của game thủ Xuân Thứ. Vâng, nồng độ máu trong cồn vẫn đang hơi thấp mà vẫn đánh tốt là tươi rồi.
Vâng, nồng độ máu song cồn của game thủ Xuân Thứ vẫn đang hơi thấp. Ngày hôm qua báo về là tối qua đi bay. Vâng, tôi đều đề nghị ông Cao Mi là nói nhỏ thôi nhá, chớm nói to là xích ngay đấy. Vâng, hiện tại thì ông Cao Huy ông cũng đang mượn cái phòng, vâng, mượn cái máy, cái dàn máy năm máy thì ông Cao Huy ông mượn cái máy để ông livestream. Bảo vệ là chưa đủ video. Anh Nguyễn Trung Kiên ơi, ra đâu một nhá, quán đâu một. Địa chỉ chính xác thì em không biết, chỉ nhớ là nó gần ở Trần Duy Hưng thôi. Bây giờ đi làm thì cứ biết địa chỉ, à biết nơi rồi cứ đến thôi, chứ còn không để đi cái số địa chỉ chính xác. Có mỗi biết được mỗi cái địa chỉ ở văn phòng 134 Trung Kính thôi. Địa chỉ của Pau cũng không biết, chỉ biết là ngõ Trung Liệt, Thịnh Liệt gì đấy rồi phi đến thôi. Biết chỗ còn địa chỉ chính xác thì không để ý. Địa chỉ chỗ nào nhỉ? Cami ơi. Địa chỉ là chỗ nào nhỉ? Số 20 Nguyễn Tránh. Nguyễn Tránh à? Ngõ 21 số 20 Nguyễn gì? Đừng Nguyễn Tránh. Vâng, rồi Tiểu sau khi tìm thấy quả sẽ cho tôi lại xem lại cái quân. Đây vậy quả đây rồi, 7 đi nào. 6 cây thôi à? Rồi. Ok, bên mình là có phần quân có phần đuối hơn một tí. Van Baby bên kia là AC4. Không, đuối hơn nhưng tôi vẫn thích quân bên mình hơn vì bên mình có Vamiran. Xuân Thứ là người cầm Vamiran. Van Baby. U98 là người cầm AC, như vậy đội bạn tiếp tục có cung tuyển. Và chém là chém Folesian. Chào mừng tất cả quý vị bạn đang theo dõi trên livestream trực tiếp của game thủ Ronald Tiếu.